nam ca sĩ 50 tuổi được khen ngợi vì phản ứng sau cú ngã sấp mặt. Sự cố xảy ra khi Matt Goss đang cùng với người anh em song sinh lúc Goss biểu diễn tại một đêm nhạc tổ chức ở khu Richton, London, Anh, tối thứ 6 tuần qua. Nam ca sĩ 50 tuổi đã bị ngã khỏi sân khấu. Khi ấy, Matt Goss đang thể hiện ca khúc When Will I Be Famous. Mặc dù gặp cú ngã khá nặng, nhưng Matt đã chứng tỏ đẳng cấp của một nghệ sĩ biểu diễn lâu năm khi anh vượt qua cú ngã bàng hoàng để đứng dậy, bước trở lại sân khấu một cách bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn nhiệt tình. Ngay sau đó, nhiều khán giả có mặt tại đêm nhạc đã lên mạng để thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Matt Goss. Trên sân khấu, Matt Goss ca hát còn người anh em song sinh lúc Goss chơi trống. Trong tiếng hò reo phấn khích của khán giả, Matt di chuyển qua lại trên sân khấu và bất ngờ bị bước hụt rồi rơi xuống khỏi sàn sân khấu. Khi khán giả còn đang lo lắng không biết tình trạng của nam ca sĩ như thế nào, Matt Goss đã nhanh chóng xuất hiện trở lại trên sân khấu một cách bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn cho tới hết chương trình. Hai người anh em song sinh Luke và Matt Goss đã bắt đầu cùng nhau biểu diễn trở lại hồi đầu năm nay sau khi bộ phim tài liệu nói về mối quan hệ thăng trầm giữa họ nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Bộ phim After The Screaming Starts sau khi tiếng thét ngưng bặt được giới thiệu tới công chúng hồi tháng 12 năm ngoái đã nhận được nhiều đánh giá tích cực khi khai thác sự nghiệp biểu diễn và mối quan hệ anh em giữa hai nghệ sĩ một cách chân thực, pha thêm chất hài hước. Sau khi bộ phim ra mắt, hai anh em nhà Goss bắt đầu cùng nhau thực hiện chương trình lưu diễn ở thời điểm gần 30 năm sau lần cuối cùng họ cùng đứng chung sân khấu. Hai người cũng chia sẻ rằng họ đang nỗ lực hàn gắn quan hệ sau gần một thập kỷ rất hạn chế liên lạc với nhau. Sau khi được nam ca sĩ, đàn anh, người Mỹ Stevie Wonder, 69 tuổi, khuyên nhủ rằng nên quý trọng tình anh em ruột thịt bởi đó chính là sức mạnh lớn trong đời, hai người anh em nhà Goss đã quyết định tái hợp trong âm nhạc và hàn gắn trong đời sống riêng, sự trở lại của họ được fan đón nhận nhiệt tình. Hai anh em nhà Goss từng đạt được danh tiếng từ lứa tuổi thanh thiếu niên, họ từng được giới trẻ khi ấy hâm mộ, nhưng rồi những khúc mắc bắt đầu xảy ra khiến họ rời xa nhau, không còn duy trì mối quan hệ đầm ấm nữa. Trong bộ phim tài liệu, cả hai đã cùng đối thoại thẳng thắn đến mức gay gắt và có lúc cùng nhau bật khóc khi nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Lần cuối hai người biểu diễn cùng nhau là tại sân vận động Embley, London, Anh vào ngày 19 tháng 8 năm 1989, khi ấy hai người đang ở tuổi 21. Sau đó, anh em nhà Goss chính thức tuyên bố nhóm ra tan rã hồi năm 1992. Bích Ngọc, theo Daily Mail, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.